Gợi ý quà ba lung tung cho người yêu, nhưng bỗng dưng mạng lác và cái kết cứu cánh của buffet hải sản. Tặng quà gì cho người yêu là một câu hỏi khiến các anh trai đau đầu nhức óc mấy ngày nay. Có vẻ hoa và sô-cô-la đã xưa lắm rồi, vì hiện tại các chị em đều thực tế hơn cơ. Hiểu tính người yêu, anh chàng trong clip dưới đây đã định tặng cho chị gái một bữa cơm nhân dịp đặc biệt. Thế nhưng chẳng hiểu sao đang nói chuyện thì chị gái bật ngay chế độ mạng 2G, lát toàn tập luôn. Thế Valentine thích cái gì để anh tặng? Ý cũng được. Thế lại hoa với sô-cô-la nhá. Không, hoa có sợ rác, sô-cô-la thì phải uống ạ. Thế thôi đưa đi ăn được chưa? Thế có phải thiết thực không? Được đấy. Ăn đồ chay nhá. Ăn đồ chay được không? Alo. Alo. Béo. Ăn buffet hải sản nhá. Được, thế có phải được không? Nói từ đầu sao? Cái tưởng gió độc. Sao? Thế mới bảo con gái thực sự khó hiểu. Bảo ăn chay thì mạng lát, còn bảo ăn buffet hải sản thì mạng lên 5G luôn. Cơ mà cũng phải khâm phục anh trai về sự nhanh trí của mình. Valentine không quan trọng là quà gì, quan trọng là quà phải hợp ý các chị mà thôi. Ôi giời ơi. Các bạn nghĩ sao về cặp đôi này? Comment ngay cho TV Trends biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.